Diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu khẳng định tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ngày 28 tháng 9 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã quyết định lấy ngày 20 tháng 11 hàng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam. Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là dịp tri ân hơn 1,3 nghìn nhà giáo trong toàn tỉnh và biết bao thế hệ thầy giáo, cô giáo luôn cống hiến thầm lặng, bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai. Nhiều thầy cô đã vượt khó vươn lên là tấm gương sáng về đạo đức, sự tận tụy, hy sinh, tâm huyết với nghề. Có những thầy cô đã hiến dâng cả tuổi xuân trở thành người cha, người mẹ thứ hai của các em học sinh. Nhờ sự cống hiến lớn lao, thầm lặng, vượt qua những năm tháng khó khăn vất vả, bám trường, bám lớp của các thế hệ nhà giáo, sự nghiệp giáo dục đào tạo Tuyên Quang đã dần khởi sắc và có bước phát triển đáng ghi nhận. Hệ thống cơ sở giáo dục được mở rộng từ mầm non đến đại học. Quy mô, mạng lưới, trường, lớp học đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu công tác giáo dục. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia và hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú được quan tâm. Chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh không ngừng được nâng lên. Tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ cao hơn bình quân chung cả nước. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm đều đạt trên 98%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì. Nhiều giáo viên đã được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chầu Văn Lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, những người gánh vác sự nghiệp chồng người hết sức cao cả và vinh quang. Đồng chí ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích và sự cống hiến to lớn của các thế hệ cán bộ giáo viên ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà. Chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu được tôn vinh trong buổi lễ ngày hôm nay. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu cấp thiết, là nhiệm vụ chiến lược vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh. Trong đó, đội ngũ giáo viên đóng vai trò rất quan trọng. Đồng chí mong muốn mỗi thầy cô giáo phải đặt toàn bộ tâm huyết, lương tâm, sự hiểu biết sâu sắc và trách nhiệm vào công việc. Với phương châm xuyên suốt là lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, là người truyền cảm hứng, phấn đấu thực hiện mục tiêu, tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Ngành giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, tư duy, sáng tạo để phấn đấu thực hiện các cái mục tiêu giải pháp phát triển giáo dục đào tạo theo hướng lấy học sinh làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, giáo viên làm động lực, từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực, phẩm chất toàn diện cho học sinh, chú trọng dạy cả chữ và dạy người, thực hiện có hiệu quả các giải pháp giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, chương trình giáo dục phổ thông mới và chất lượng giáo dục mũi nhọn, khắc phục triệt để bệnh thành tích, đảm bảo học thật, thi thật, chất lượng thật, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, của quê hương cho học sinh và sinh viên. Ưu tiên bố trí nguồn lực, ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ, nâng cao thu nhập cho đội ngũ giáo viên, bố trí sắp xếp hợp lý và sớm khắc phục tình trạng thiếu biên chế, thiếu cơ sở, vật chất, trang thiết bị, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở trường lớp học, đội ngũ giáo viên để thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, gắn bó, tâm huyết với nghề, đáp ứng được tốt mục tiêu, có cán bộ quản lý tốt, tâm huyết, có giáo viên giỏi, yêu nghề thì sẽ có học sinh giỏi. Bác Hồ kính yêu đã dạy, trách nhiệm nặng nề của người thầy là chăm lo dạy dỗ con em nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt và người cán bộ của nước nhà. Tiếp tục sắp xếp phát triển hoàn thiện mạng lưới trường lớp học, phát triển mạnh hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tiên phong thực hiện các giải pháp chuyển đổi số,
tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý, tăng cường các giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị dạy học, cơ sở vật chất được trang cấp, đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ tin tưởng với sự nỗ lực quyết tâm, đội ngũ các nhà giáo sẽ khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu trở thành người thầy giáo tốt, thực sự là hình mẫu cho người học, đưa chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh phát triển vượt bậc trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 43 nhà giáo tiêu biểu có nhiều thành tích trong công tác.